Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh xem thế giới xe máy nhập khẩu. Mình là Huy Nhi. Hiện tại thì trong một tuần lễ qua thì Nhi có nhận được một số phản hồi mà các bạn gửi về, đó chính là: chị ơi, lên mẫu xe Ranger Yamaha của Yamaha 2023 đi chị. Thì hiện tại tại cửa hàng xe máy Hà Đặng luôn, thì Nhi cũng đang muốn giới thiệu cho các bạn dòng xe Yamaha Ranger mẫu 2023, mẫu xe tiết kiệm, xe tay ga mà tiết kiệm xăng bậc nhất tại Việt Nam luôn ha. Hiện tại thì mẫu xe Ranger Yamaha bên Nhi đang có giá từ 41.700.000 cho tới 45.900.000. Thì mẫu xe này với mức tiêu thụ là 1,66 lít trên 100 km/h. Các bạn ơi, hiện tại thì Ranger cái cốp bình yên của xe mẫu xe này thì có chứa khoảng 27 lít lận nha. Nhiều chức năng, nhiều tính năng nổi bật khác mà Nhi đang muốn giới thiệu đối với các bạn qua mẫu xe này, đó chính là hệ thống phanh ABS. Thứ nhất là hệ thống phanh ABS thì chống trơn trượt xe khi các bạn đi trong điều kiện trơn trượt hoặc là hắn gấp ha. Tính năng thứ hai mà Nhi đang muốn giới thiệu đối với các bạn là mặt đồng hồ điện tử. Thì cái mặt đồng hồ điện tử này á, nó sẽ báo cho các bạn. Ngoài ra thì có kết nối được xe, kết nối được với điện thoại, nó sẽ báo cho các bạn biết là thông báo điện cuộc gọi nè, tin nhắn nè, những cái tính năng mà là hành trình của xe thì nó sẽ thông báo qua hết trên cái mặt đồng hồ này ha. Tính năng nổi bật thứ ba đó là hệ thống đèn led 2 tầng ha. Ngoài ra Nhi đang muốn giới thiệu đối với các bạn là nắp bình xăng tiện lợi. Đây, cameraman quay giúp Nhi là nắp bình xăng tiện lợi ha. Các bạn chỉ cần nhấn một nút mở bình xăng bên phía bên đối diện chỗ mà hệ thống khóa thông minh á, là các bạn mở được nắp bình xăng liền. Cameraman giùm Nhi quay giùm Nhi cái phía sau xe của Ranger ha. Ngoài ra Ranger thì hiện tại sẽ có 3 phiên bản tiêu chuẩn đặc biệt và giới hạn. Thì bản đặc biệt với bản giới hạn thì nó sẽ đi là chìa khóa thông minh smart key ha. Còn bản tiêu chuẩn các bạn đừng sợ là mình sử dụng khóa thông minh là sẽ không được. Ranger nó vẫn có phiên bản tiêu chuẩn để cho các bạn sử dụng mà. Đây, cameraman quay giùm Nhi cái phiên bản tiêu chuẩn xài khóa thường cho các bạn mà nào mà không ưa chuộng lắm cái về công nghệ á, thì các bạn có thể sử dụng cái mẫu tiêu chuẩn này chỉ có giá là 42.700.000 thôi nha. Các bạn ơi, hiện tại thì Nhi cũng đang nhận được một số phản hồi tiếp theo, đó là: chị ơi, mẫu xe này có trả góp không chị, trả góp như thế nào, thủ tục ra sao. Thì hôm qua đây Nhi cũng đang muốn giới thiệu cho các bạn là mẫu xe Ranger này hiện tại cửa hàng chi nhánh xe máy Hà Đặng của Nhi, các bạn chỉ cần trả trước từ 4 tới 5 triệu là có thể lên hồ sơ góp được. Thủ tục thì đơn giản lắm, chỉ cần căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân thôi nha. Trong tháng 7 này, nếu như mà bạn nào mua xe tại cửa hàng xe máy Hà Đặng thì sẽ được quay chương trình trúng thưởng nè, trị giá lên đến 5 triệu đồng và kèm theo những phần quà khuyến mãi tại cửa hàng nha. Các bạn muốn biết thêm về thông tin xe, chi tiết và trải nghiệm xe này như thế nào thì hãy liên hệ với Nhi qua số hotline 0336 554 929 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.